Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim-airdrop nhận được 20 tỷ đồng token Moonstar V2 nhé. Một số thông tin về đồng token này, số tổ cung phát hành là 1 triệu tỷ nhé. Đã có 1.681 tài khoản holder, đã phát sinh 3.189 đợt giao dịch nhé. Sau đây thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim-airdrop.net nhé. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video. Khi đã vào được website thì các bạn làm theo 2 bước hướng dẫn cho em tay cho mình. Bước 1 các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng những copy quan trắc này đây. Sau đó các bạn quay sang ví VTMax hoặc chuột wallet của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Ký hiệu là Moonstar số token 18 nhé. Moonstar số token 18. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token rồi vào ví thì các bạn quay trở lại website claim-airdrop.net, tìm tới bước 2 đi rút gọn đây để nhận token. Đây có cái lối ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối nha. Rồi chương trình airdrop sẽ tiếp tục vào 30 ngày nữa. Rồi, các bạn nhấp vào đây, điểm của airdrop. Chi ra là 0,00030605 BLB nha. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn hãy thường xuyên theo dõi website claim-airdrop.net nhé để tham gia các dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất. Hãy hold coin sớm để mà sau có thể được ít nhiều lần tài khoản nhé. Người biết đón trước cơ hội là những người thành công. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận được 20 tỷ đồng token Moonstar V2. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được tiếp tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.